kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì miền Trung tiếp tục nắng nhiều và tăng nhiệt. Điển hình là tại thành phố Huế, nhiệt độ lúc 13 giờ hôm nay đã tăng thêm 1 độ so với cùng thời điểm của ngày hôm qua, lên mức là 33 độ. Trời thì xanh ngắt và nắng chói. Dự báo là xu thế tăng nhiệt sẽ tiếp diễn ở Huế ít nhất là trong 7 ngày tới. Ngay trong ngày mai thì nhiệt độ cao nhất dự báo sẽ là 34 độ. Bắt đầu từ ngày Chủ nhật thì sẽ xuất hiện nắng nóng với mức nhiệt là 35 độ. Và sang đến tuần sau thì là giai đoạn nắng nóng cao điểm. Nhiệt độ tăng lên là 37 đến 38 độ. Trời nóng gần chục tiếng ở trong ngày. Không riêng thành phố Huế mà hầu khắp miền Trung cũng sẽ tăng nhiệt trong ngày mai. Nóng nhất là khu vực vùng núi từ Nghệ An trở xuống đến Quảng Ngãi. Nắng nóng cục bộ với mức nhiệt cao nhất là 35 độ. Còn hầu hết các nơi khác thì nhiệt độ sẽ là 31 đến 34 độ. Với miền Bắc thì cũng nắng nhiều và nóng trong ngày cuối tuần. Riêng với thành phố Hòa Bình thì nắng nóng 35 độ, còn thủ đô Hà Nội và hầu hết các nơi khác thì nhiệt độ sẽ là từ 31 cho tới 34 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày mai cũng sẽ giảm mưa, nắng nhiều hơn. Cục bộ ở Kon Tum, Biên Hòa nắng nóng 35 độ, còn lại các thành phố khác cũng như là thành phố Hồ Chí Minh thì nhiệt độ sẽ là từ 32 cho tới 34 độ. Về chiều tối thì mưa xảy ra vài nơi và rất nhanh. Chuyển sang thời tiết biển, vùng biển quanh huyện đảo Hoàng Sa dự báo ngày mai trời có nắng, gió khoảng là cấp 3 đến cấp 4. Trái lại huyện đảo Trường Sa thì có mưa dông, tiềm ẩn nguy cơ về lốc xoáy và gió giật mạnh nguy hiểm. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố Trung Bộ trong đêm nay và ngày mai.